Xin chào tất cả anh chị em bạn bè đã quay trở lại kênh của Cuộc Sống Singapore. Nếu như ai xem được video này, cho mình gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn luôn đồng hành cùng mình trong suốt thời gian dài vừa qua. Và đặc biệt mình muốn gửi lời cảm ơn rất chân thành đến anh Long Nguyễn. Và mình cũng xin chia buồn với một vài anh chị em bạn bè đã không cố gắng đủ kiên trì kiên nhẫn để đồng hành và đã bỏ cuộc giữa chừng nhé. Và hôm nay mình muốn chia sẻ ở đây là nguyên tắc cộng đồng là gì và tại sao kênh của các bạn không bật kiếm tiền. Thì về ý chính mình đã viết ở đây vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Vậy nguyên tắc cộng đồng là gì? Có rất nhiều ý kiến trái chiều, rất nhiều những câu hỏi và rất nhiều sự các bạn mới làm không biết cái nguyên tắc cộng đồng là gì. Vậy mình xin chia sẻ nguyên tắc cộng đồng ở đây là các bạn đăng video không được quay những cảnh giết gà, giết vịt, giết rắn, chết chóc liên quan đến máu đăng lên. Vì YouTube nó có một cái gọi là bảo vệ động vật, không được hành hạ động vật. Nếu các bạn đăng lên nó sẽ đánh vào các bạn vào cái lỗi vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Cái thứ hai nữa, các bạn đăng lên mà liên quan đến sexy, khiêu dâm, gợi cảm, những cái này hoặc là hành vi bạo lực, chém giết, đấu đá là các bạn cũng không được đăng lên nhé. Nếu các bạn đăng lên cũng vẫn vào cái lỗi vi phạm nguyên tắc cộng đồng nhé. Cái ý thứ ba nữa mình muốn nói đây là các bạn quay vô tình những em trẻ em khóc chẳng hạn thì cái này cũng không được nhé các bạn. Rất là đơn giản thôi, các bạn cũng chỉ quay ví dụ cảnh nhà trẻ em lúc cười lúc nói chẳng hạn thì ok, nhưng mà khi khóc thì lại không được. Đấy, vì trẻ em khóc cũng là gọi là bạo lực hành hạ trẻ em. Đấy, nó rất là phức tạp ở chỗ này. Cái ý thứ hai nữa lớn là mình muốn nói đây là không tuân thủ vi phạm của nhà sáng chế. Có nghĩa là các bạn gì ép một cái video, nội dung hoặc là một bộ phim của các cái kênh lớn, kênh khác của đài VTV1 chẳng hạn hoặc VTV3 chẳng hạn, những bộ phim phát sóng các bạn gì ép lại lấy nhạc, lấy phim thì các bạn đăng lại lên kênh của các bạn thì các bạn bị vi phạm không tuân thủ của nhà sáng chế nhé. Các bạn một là các bạn sẽ bị ăn gậy, hai là các bạn sẽ bị chết kênh. Nên mình chưa nói đến bật kiếm tiền nhé. Mà ăn gậy các bạn ít nhất phải 3 tháng mới hết gậy. Các bạn dù rằng các bạn lấy 3 giây hay 5 giây hay nhiều hơn nữa thì YouTube vẫn biết là các bạn lấy của các kênh trên YouTube xuống nhé. Và các bạn đã đăng lên nhé. Thì những cái này là hoàn toàn không được nhé. Tại vì YouTube luôn bảo quản cái người sáng chế video và những người sáng tạo video, chứ không phải là một cái sân chơi để các bạn lấy từ người nọ sang người kia để các bạn đăng lại để các bạn lấy view, lấy sub thì hoàn toàn không được nhé. Hoặc là cũng là trong cái lỗi không tuân thủ vi phạm của nhà sáng chế. Khi các bạn lấy thì YouTube, nếu như các bạn bị dính nhạc chẳng hạn thì YouTube sẽ gửi cho các bạn là đã bị vi phạm bản quyền chẳng hạn. Nhưng cũng có video không gửi vi phạm bản quyền cho các bạn. Rõ ràng các bạn lấy, các bạn đăng lên không bị một cái gì luôn. Nhưng các bạn cũng vẫn không bật kiếm tiền. Tại vì sao? Nguyên nhân là các bạn bị bên thứ ba kiện. Bên thứ ba là ai? Là các bạn lấy video của người ta chẳng hạn. Người ta biết các bạn lấy, người ta bận, người ta chưa có thời gian, người ta xử lý vấn đề này chẳng hạn. Nhưng đến khi người ta thấy cái video đấy lượt xem nhiều hơn kênh chính người ta chẳng hạn, hoặc gần bằng kênh chính người ta mới gắn cờ kênh của bạn, hoặc người ta kiện kênh của bạn, đương nhiên các bạn bị một dấu hỏi hoặc là bị một cái sổ đen, về đen của kênh thứ ba người ta đặt dấu hỏi kênh của bạn, thì kênh của các bạn cũng không bao giờ được bật kiếm tiền ấy. Trừ khi các bạn kháng cáo mà các bạn có video gốc chứng minh được là cái video đấy là của các bạn thì các bạn mới kháng cáo. Còn nếu các bạn không có video gốc mà các bạn kháng cáo,
các bạn chắc chắn sẽ bị ăn gậy và không bao giờ được bật kiếm tiền. Thì vấn đề cuối cùng ở đây mình muốn chia sẻ là trước khi các bạn người xét duyệt, các bạn hãy kiểm tra kênh của các bạn là các video có sạch không, thì các bạn hãy gửi xét duyệt. Nếu như mình chia sẻ ở đây còn thiếu sót những vấn đề gì thì các bạn có thể comment bên dưới. Vì một ngày YouTube xét duyệt là không biết là bao nhiêu nghìn kênh, mà cũng bao nhiêu nghìn kênh là không được xét duyệt. Nếu như các bạn mà chờ đợi đủ 4.000 giờ mà 1.000 sub hoặc hơn 1.000 sub mà các bạn chờ đến bật xét duyệt mà các bạn nôn nóng lúc chờ đấy, các bạn không có rồi không có đăng video hoặc không đi tương tác, thì đến khi YouTube nó quay lại xem xét duyệt kênh của các bạn lại không thấy ra đều video, thì YouTube sẽ xét là các bạn kênh của các bạn có đủ năng lực để nhà quảng cáo đặt quảng cáo vào kênh của các bạn hay không, để có các bạn phù hợp làm đối tác của YouTube hay không. Thì mong các bạn hãy ra video đều và up video đều đặn để làm sao kênh của các bạn được xét duyệt một cách nhanh nhất. Cảm ơn các bạn đã bớt cho thời gian đến xem mình chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.